Có thấy gái đẹp bao giờ chưa? Nò, đẹp gái lắm đó nha. Ở ngoài là đẹp gái kinh khủng khiếp vô cùng tận luôn đó. Các bạn có thấy nhìn thẳng á thì cái khoảng cách giữa hai gò má này nó dài. Bữa nay em hạ gò má được mấy ngày? Dạ 2 ngày. Hạ gò má 2 ngày nha, thì chúng ta có thể thấy là cái chỗ này nó hết phồng ra rồi này. Cái xương chỗ này nó không to nữa, bác sĩ hạ vô nè. Gần đây gọi là cái cung gò má nó được đẩy vô trong. Trước là cái cung gò má em hình thế này, bây giờ mới có 2 ngày thôi nhưng mà nhìn nó lại giống như là nó suông từ trên xuống dưới. Nó không, trước là mình rờ này, cái chỗ này nó gồ cái xương ra, bây giờ mình rờ là không thấy cái xương nữa. Hiện nay kết quả là đã thấy nó thay đổi rồi, có nghĩa là thấy khuôn mặt em gọn hơn trước là, nhưng mà nó còn sưng đó, chứ còn khi nó hết sưng bắt đầu nó ôm lại khuôn mặt vela rất là đẹp. Cho nên là mới có 2 ngày mà các bạn thấy nó không có sưng. Thì cái điều này là vì sao vậy? Vì cái công nghệ hạ gò má hiện nay là mình dùng nội soi mà dùng dao rung lắc siêu âm để mình hạ, cho nên là nó rất ít sưng. Công nghệ cũ á, là mình dùng đục, dùng cưa, mình cắt, mình đập, cho nên hạ gò má nó giống như là đóng thợ mộc ấy. Nó làm cho rất là nhiều cái sưng tổn thương mà đau đó. Chứ còn em hạ gò má thì em thấy đau nhiều không? Dạ không. Không có đau chút nào ha. Mới có 2 ngày mà giờ có thể tới tối đây đi shopping đi chơi được luôn. Vì sao người ta áp dụng những cái phương pháp hiện đại trong cái phẫu thuật thẩm mỹ, làm cho cái việc phẫu thuật thẩm mỹ giống như mình đi nghỉ dưỡng chơi, nó không phải giống như là một cái cuộc phẫu thuật mà tập nhất sinh nữa. Ngay cả cái chuyện gây mê thôi, mình dùng cái thuốc xịn đó, thì mình gãy nó rất là khỏe, còn mình dùng cái thuốc mà không xịn đó, thì gây mê xong mình rất là mệt luôn, mà mất cả tháng mình hồi lại sức khỏe. Trong làm đẹp mình không có ham làm đẹp giá rẻ các bạn nha, quan trọng nhất là mình tìm bác sĩ uy tín, bệnh viện uy tín, cái đó là quan trọng nhất. Sức khỏe là quan trọng nhất.